Mùa thu rồi các bác nhỉ. Đây, khi mà vào rừng này, mùa thu nó nhẹ nhàng lắm các bác. Nó không gay gắt như mùa hạ. Và nó cũng không có nhiều muối, không có nhiều. Nhưng con đấy cảm giác nó nhẹ nhàng luôn. Thế là rồi, mùa thu nó sẽ qua, mùa đông nó sẽ lại đến, và mùa xuân nó cũng sẽ lại đến. Thời gian nó cứ quay cuồng như thế các bác ạ. Và em thì cũng như vậy thôi. Xuân hạ thu đông, không có mùa nào là em không có mặt ở rừng cả. Hôm nay thì em cũng vẫn như mỗi khi thôi, vào rừng hái thuốc thôi. À, hôm nay em đi tìm cây thuốc để nấu cao ấy. Đi tìm cây móng ngựa này, với lại cây bách bộ này. Tuy nhiên là chưa tìm thấy cây bách bộ nào. Nhưng mà từ dưới kia lên ấy thì em cũng lấy được khá nhiều thuốc rồi. Em vứt ở dọc đường ấy. Em đang đứng ở một vị trí là một cái đồi hồi của người ta đấy. Ta vừa mới trồng, người ta phát này. Ở chỗ em thì có trồng hồi thì nó vẫn là ở trong rừng sâu luôn này. Này các bác nhìn thấy chưa? Rừng bên kia cây to đùng kìa. Đấy, rừng bên kia thì người ta vẫn là ở trong rừng thôi. Và em đứng ở đây thì em thấy cái cây thuốc, cây này thì hay quá. Nên là em lấy. Tại vì nó dễ lấy mà các bác nhìn này. Nó dễ lấy mà. Đấy, đây cây này này. Đây là cây trầu núi này các bạn. Cây đây là cây trầu núi, hay còn gọi là cây nhã, tiếng Tây gọi là nhã đông ấy. Cây trầu núi này thì có rất là nhiều tác dụng. Thứ nhất là trong vài thuốc phụ khoa của chị em phụ nữ ấy, thì mình phải có cây này để ngâm rửa. Đấy chứ ạ. Và bài thuốc đắp xương khớp. Cho những cái bác nào mà đang bị đau nhức xương khớp, mà ở chỗ các bác mà không có không có cái bài thuốc gì ấy, thì các bác có thể lấy cây trầu núi này để đắp cho em các bác nhá. Các bác có thể lấy cây trầu núi này về các bác đắp. Cách đắp thì các bác rửa sạch đi, xá ra, sao lên các bác đắp vào. Ngoài ra cây này nó cũng vì nó chống viêm nấm ngứa mà, vậy nên là các bác có thể dùng trong bài thuốc ngứa được, tắm về đây được. Còn em thì dùng trong bài thuốc cho chị em phụ nữ thôi. Đấy, chị em phụ nữ thì nhiều chị em thì bị viêm nhiễm nhiều lắm. Khí hư bốc mùi các kiểu, nhưng mà chị em thì toàn dùng những cái loại thuốc tây thôi. Thuốc tây nó không có tác dụng, nó không khó đâu chị em nhá. Chị em phải dùng những cây thuốc nào như thế này. Đấy. Đây này, chị em nhìn thấy chưa? Cây này thì dùng cho chị em phụ nữ về vấn đề phụ khoa, tất cả các vấn đề phụ khoa kể cả nặng hay nhẹ nhá. Dùng cây này kết hợp với cây nhội này. Rửa thôi, xông vào rửa bên ngoài thôi. Cây nhội, cây bọ mây. Đó, cái này. Đây là em nói về đấy là cây trầu rừng. Tí nữa thì em sẽ trèo lên để em lấy, bởi vì nó dễ trèo mà, cái này nó bám này nó cũng dễ trèo các bác. Rất là dễ trèo luôn. Đó. Đây. Okay. Tí nữa. Đẹp ghê, tí nữa sẽ lấy nó nhá các bác nhá. Thì là lấy về thì chặt ra bơm phơi khô. Bài thuốc của em thì nghiền thôi. Kết hợp với cây thuốc các để nghiền để dùng thôi. Ngoài ra, cái cây này nó còn có thêm một cái cây nữa. Một cái thuốc nữa. Đây, nhìn lá này. Các bạn nhìn lá nhé. Nếu mà một số bác ở vùng có cây ưng bách bạc ấy, không bác thì nghĩ là cây này là cây ưng bách bạc. Nhưng không phải đâu, cây này là cây chạ mặt. Tiếng Tây gọi là cái chạ mặt. Nó rất là thơm. Nó thơm như cây mắc mật đấy, quả mắc mật đấy các bạn. Cả quả mắc mật. Đây là cây thuộc họ của cây mắc mật. Cây mắc mật là cây như nào? Cây mắc mật là cây người ta mang về ngâm quả, mang về ngâm ớt ấy, lấy lá mắc mật về làm gia vị ấy. Đấy, nó thuộc cây này, nó thơm như thế. Tuy nhiên nó không phải là cây mắc mật, mà nó chỉ là cây chạ mắc mật thôi. Nó chỉ là cây chạ của nó thôi. Đây này, to này. Lý do vì sao người dân người ta phát hồi người ta không chặt đi, bởi vì đây là một vị thuốc chứa trong bài ghẻ lỡ hắc lào lang ben ngựa, trẻ con ngựa, người lớn ngựa. Bây giờ mùa này nóng này, ngứa thành máng ấy, mùa hè vừa rồi nóng này thì phải có cây này, lá nó này. Và một điều quan trọng là nếu mà chúng ta mà thấy tầm gửi của nó, cây này nó sẽ có cái tầm gửi. Ở cây này nó có hai loại, một loại tầm gửi là gọn đỏ, và một loại gọn nó bình thường, thì dùng cái loại gọn đỏ kia chứa trong bài thuốc gan là tuyệt vời luôn các bạn nhá. Đấy, đây cho các bạn xem này, đây là cây chia sẻ cho các bạn này, là cây chạm mặt đây này. À, nhìn chưa? À, đó,
Nó giống cây mắc mật nhá. Nó thơm như thế luôn. Nhưng mà không phải cây mắc mật đâu các bạn, nó là ở trong rừng thôi, nó là cây trạ của nó thôi. Nhưng mà bác nào mà thấy thì trong bài mẩn ngứa thì không thể thiếu được. Cây này nó không có nhiều đâu, ít khi gặp lắm. Lúc trước thì có nhưng mà kiểu người ta, người dân ai cũng biết ấy, thì khai thác thì họ sẽ lấy, họ chặt hết đi thì sẽ không còn nữa, cho nên là nó cũng không còn nhiều như ngày xưa các bạn. Vậy thôi em chào các bác nhá, chia sẻ với các bác một chút vậy thôi, em lại đi tìm thuốc tiếp đây. Bây giờ 8 giờ thôi mà nắng nó lên khá cao rồi đấy các bác ạ. Chị em phụ nữ mà bị vấn đề về nấm ngứa phụ khoa là alo cho em nhá.